Vậy cũng biết là cái tai đập chuẩn rồi ha. Nó vươn ở phù phù á. Nó vươn dưới chân nó, anh sát nó vươn lên lại nó chơi đồ. Anh thấy nó vươn không, nó vươn lên nó chơi đồ. Lỗi với ông nội đi con, có hai chân kìa. Trời ơi, dân Đông Duyên là nội dữ hết rồi, dân nước này mà. Lạnh hết chưa anh? Ai biết đâu sao? Ôi kìa. Mắt lỏ quá. Cái kia. Thấy thương quá à. Lậu sao đi nghe luôn không à? Nó uống nước tôi hoài có sao không? Không, tự tổn, đổ nước mặn. Không, nước mặn mà. Làm xị nó đi. Nó lạnh chưa? Cho lên chưa? Lên chưa? Đợi lên một. Ảnh được không? Ảnh được. Mà nay nó lộn nhiều á. Ông nó chạy nó văng ra ngoài, anh bỏ cho mấy lần đó. Nó chạy hỏi sao bỏ nó đứng, nó chạy là văng ra ngoài liền. Nó đứng bếp. Đứng này chạy văng. Có chừng. Nó lụm đồ. Nó lụm cái cây cho. Nó vậy hả? Nó còn đeo cái chân nó dưới phía dưới nè. Cái gì nó lật được. Nó quá nóng mà lật ba biết. Cái này đâu có lật được, nó chết hay nó còn cái này nữa. Ê, lật kia. Không bao giờ lật nổi cũng tao nhiều. Rồi lên con ơi. Rồi lên rồi, bỏ xanh xanh rồi. Lên rồi, lên rồi. Mày cứ để vậy đi, giờ mình đứng kế nó coi nó có dặn bên tay một cái. Trời ơi, thở thiệt kìa.